Tóm lại có xe mới về nữa nha anh chị ơi. Đây là con Honda City bản top 2019. Đó, lăn bánh được 70.000, một chủ mua mới, xe được sở hữu màu bạc nha anh chị. Xe này cũng dạng là khá xe nha, đẹp đó. Chuẩn đó. Rin không lỗi. Một chủ từ đầu. 420 anh chị. Bản top nha, bản top màu bạc 420. Xe ưng ý 4 vỏ mới. Mình thùng nước sơn thì rất là đẹp anh chị. Sơn riêng thì còn khoảng 7-80 à. Cái xe này được có cái là một chủ mua mới. Dán phim cách nhiệt quanh xe hết rồi. 4 vỏ mới. Từ ngoại thất nội thất gì cũng đẹp hết nha anh chị nha. Đường trường là 4.8 và đường hỗn hợp là 5.8 anh chị. Động cơ là 1.5 máy xăng. Số tự động bản top. Bản này là bản cao rồi nha anh chị nha. Bản top thì nó có đèn led, máy lạnh auto và 7 túi khí. Còn ngoài ra là nó giống hết anh chị, nó chỉ có vậy thôi. Nó khác biệt ở chỗ là đèn trước là đèn led, máy lạnh là auto. Rồi túi khí là trang bị 7 túi khí. Ghế là ghế da theo xe. Ghế da theo xe còn mới. Trần nỉ nguyên rin, bọc ni lông, qua lăng tích hợp phím bấm và tích hợp glue control, có lẫy chỉ số thể thao. Màn hình cam ve đầy đủ. Còn đẹp anh chị. Còn đẹp, còn đẹp, còn number one nha. Cân bằng điện tử cảm biến. Ốc tán nè. Sáng giới luôn. $420 anh chị. Sản xuất 2019. nè. Ốc tán nè. Mới lắm. Còn rất là mới nha anh chị nha. À, có cửa gió ở hàng ghế sau. Nhìn cái dàn tắp bi là mình biết xe đẹp xe xấu nữa anh chị ạ. Keo chỉ rin hết. Vỏ lớp còn dày dụp luôn chị, vỏ mới. Anh chị nhìn cái thùng nè, mới cứng luôn. Mới anh chị ha. Keo chỉ là rin hết nha. Không có mắc tí nào luôn. Đẹp chuẩn như ý. Ghế nè, ghế phụ nè. Ghế theo xe nha anh chị.
quá đẹp anh chị ơi. Hàng ghế sau này còn căng cứng luôn anh chị, chứng minh là xe này đi một người là nhiều. Phía sau này ít người ngồi nè, ngồi ít. Hàng ghế sau này còn mỏng mỹ luôn ha, rất là đẹp. Cửa gió nè, không gian rất là rộng anh chị, 420 nha anh chị. Có ngay con City Top màu bạc, sản xuất 2019, lăn bánh được 70.000, xe chuẩn nha, chuẩn đẹp riêng không lỗi. Đèn full led anh chị, full led tăng top này, đèn led nha anh chị, cái máy mới lắm. Máy xe này mới cứng luôn chị, máy mới xanh luôn. Keo chỉ rin hết, nó dày nó mới rin nha anh chị, còn nó thẳng băng là chạy lại rồi đó, robot nó chạy nè anh chị coi nè, đó đó là chỉ rin đó, rin của nhà máy á, cabo chưa ra. Rồi nhìn đồ nè, xanh âm luôn anh chị, mới tinh xanh âm luôn. Xe đẹp xuất sắc nha anh chị ha. Đèn nè, đèn pha nè, mới không, rất là mới luôn, thấy không? Đèn led ban ngày nè, đèn pha là đèn siêu sáng dạng bóng led. Con xe này là 2019, một đời chủ mua mới, Honda City bản top đó, chạy được 70.000, chất xe rin từ đầu tới đuôi không có lỗi lầm. Và bên Tâm sẽ để cho anh chị với cái giá là 420. Xe được sở hữu màu bạc, mình thùng nước sơn rin còn nhiều, còn đâu đó khoảng từ 80%. Xe này Tâm đánh giá cũng trên 8 điểm nha anh chị, trên 8 điểm, chất xe đẹp, một đời chủ mua mới. Cho con Honda City bản top là bản cao cấp nhất, sản xuất 2019, không lỗi lầm, bán cho anh chị là 420 cho con xe City Top màu bạc nha. Anh chị có nhu cầu mua xe đẹp thì liên hệ trực tiếp cho bên ô tô Duy Tâm. Còn mua xe xấu hơn, rẻ hơn thì Tâm hiện giờ là không có. Lựa những sản phẩm chất lượng tốt để về phục vụ anh chị yên tâm sử dụng và yên tâm mua bán nha. Đây là con xe chuẩn anh chị, chuẩn về mọi góc cạnh luôn ha. Để cho anh chị có được một cái sự tin tưởng nhất định thì bên Tâm sẽ lựa những sản phẩm tốt để về bàn giao cũng như là giao dịch cho anh chị yên tâm sử dụng nha. Cảm ơn anh chị luôn luôn tin tưởng và đồng hành cùng với ô tô Duy Tâm. Có con xe City Top này, anh chị sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng trên đường nha. Đi tới nơi về tới chốn, chất lượng xe thì tuyệt đẹp, vỏ lốp còn mới và đăng kiểm thì còn dài. Mình thùng nước sơn đẹp và giấy tờ pháp lý rõ ràng, bên Tâm đang đứng bao rút hồ sơ cho anh chị bất cứ lúc nào anh chị có nhu cầu ha. Tháng 8 2025 là đăng kiểm của em nó, còn tới 1,5 năm nữa lận. Mọi chức năng và công dụng của em nó thì quá hoàn hảo anh chị ơi. Nhu cầu mua xe này thì liên hệ cho Tâm để sở hữu nha. Xin chào và hẹn gặp lại.